ลึกอันคืออันลึกอันtừ bên trường anh lạc đâu đây vậy trời ơi chương trình gài đó bữa nay có hẹn một khách mời quan trọng mà chương trình không nói cho biết luôn. Tôi cũng có hẹn mẹ. Ủa vậy là hai đứa mình hẹn nhau đó. Tại sao mà ăn mặc như là bến Thượng Hải vậy? Chương trình nói là hả, tôi phải mặc đồ cho nó thiệt là bông hoa nghệ sĩ. Tôi thấy nghệ sĩ tôi phải mặc áo bông bông hoa lên nè, đâu có biết đâu. Thì đây cũng nghệ sĩ mà. Mà nghệ sĩ này giống như thập niên 90 vậy trời. Thì đúng rồi. Hồi nãy vô tôi tưởng là hả anh Hứa Văn Cường không. Đã lâu chưa? Thì cũng một ngụm cà phê rồi. À vậy đó hả? Uống gì? Cho món ăn nhất đi. Em ơi, cho anh một cái ly mắc nhất ở đây.